Dạ dạ. Ờ, anh trai em không chịu. Em ở đây chơi với anh nghe nha. Em sợ gì không biết nữa, đi. Làm gì vậy? Làm gì tao? Các bạn nữ nói riêng và các shipper nói chung, khi giao hàng tới chỗ vắng hãy luôn cẩn thận để tránh những trường hợp không hay xảy ra. Sự bình tĩnh chính là cái nôi của sức mạnh, đừng hoảng sợ hay mất kiểm soát vì nó chỉ khiến sự việc tệ hơn.